Hôm nay thì mình sẽ đi đến cửa hàng xe gắn máy Anh Thư, số 17 đường Cách Mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, để mình hỏi giá một số dòng xe cũ. Thì tại đây cửa hàng cũng có rất là nhiều cái dòng xe cũ, thì mình cũng hỏi giá sơ bộ một số dòng thôi, rồi mình sẽ có để lại số điện thoại trên màn hình đó. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với cửa hàng để được cái giá tốt nhất. Rồi mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Dạ, dạ. À, chiếc này chiếc gì em? Dạ đây là CBG 125 anh. CBG 125. Dạ. Dòng này là của dòng này là của lắp cáp của Đài Loan anh. À. Rồi dòng này là giá sao em? Dòng này giá nó có cái tầm mười mấy đến hai mấy. Rồi chiếc này là 25 triệu ạ. Dạ. Thì giá mình có thương lượng không em? Dạ, giá này vẫn còn thương lượng được anh. À. Dạ. Giới thiệu sơ cái dòng này nè. Dòng này xuất xứ của nước nào? Dòng này xuất xứ của Đài Loan. Đài Loan. Đài Loan lắp ráp. Đài Loan lắp ráp. Dạ. Phụ tùng thì dễ thay không anh? Phụ tùng thì bây giờ cũng dễ thay lắm anh. À. Thì mà mấy đồ lặt vặt thì mấy xe này nó chạy bền, theo máy mô tô thì nó chạy bền. Nó không có cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Chạy chung với dòng thay đồ chung với dòng nào? Nó thay đồ chung với thằng Honda được luôn anh. Được luôn hả? Dạ. Rồi với con su này? Con su này là su 150 FB. Thằng này thì giá dao động nó tầm 40, 41, 42 tùy theo xe, tùy theo đời. À. Xe này thì dạo này gần đây đang hot trên mạng. À, con này là bao nhiêu? Con này thì nó tầm 42 triệu anh. Con này là 42 là dạ. Nói chung là mình ở đây cửa hàng là giấy tờ hợp lệ hết. Giấy tờ hợp lệ. Sang tên là bao sang tên anh? Sang tên thì bao sang tên. Rồi. Rồi để giờ mình đi vô coi vòng vòng trong đây ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ con cái con xe chia này nhiêu anh? Xe chia này thì giá mới hiện tại thì nó khoảng 56 57. Theo cửa hàng em bán xe này đời 2019 thì em bán 51 triệu. Xe chia 51 triệu. Dạ. Ủa con này là mới hả? Con này là xe cũ anh. Là xe 51 triệu. Dạ. Xe này mới Udo 700 cây. Xe này 700 cây để quay kỹ nè. Dạ. Tại đời này là 2018 nè. 2019 anh. 2019 luôn hả? Dạ. Xe thì màu này là cái màu mắc tiền nhất. Con này 51 là bao sang tên anh? Bao sang tên cho anh em. Còn ad kia? Ad này là ad 1 càng 26. Giá con này thì nó tầm 24 triệu. Con này 24 triệu. Rồi con trong em? Con trong thì nó đời 24, nó tầm 31 triệu tại vì xe này vỏ zin, đồ zin sát zin còn bao tua đồng hồ. À, còn con ngoài thì nó chạy nhiều hơn đúng con không? Con ngoài thì đời 26 một càng thì cái thị trường nó không được thịnh nên cái giá nó hơi thấp hơn bên kia. À, con kia 2 càng. Rồi. Còn con 2000 đó hàng mấy? Con 1 càng 2010 đó thì nó tầm khoảng 36 37 triệu. 36-37 triệu. Xe đó thì bao zin từ A đến Z, nước sơn, tem bọng, máy móc. Hồ sơ cầm tay bao cho bao sang tên cho anh em. À, mình rút về Cần Thơ hết ha. Đúng rồi. Bộ về hết ha. Hồ sơ cầm tay. Rồi đi dài vô đây mình hỏi giá cho các bạn tham khảo luôn nè, chứ con Alex này như Alex này thì đời 2017. Xe này thì nó khoảng 34 triệu. Dạ. Rồi 34 còn Ở thắc mo thì đời 2016, xe này khoảng 50 triệu. Giá này còn thương lượng được. Mấy thằng này đồng hồ sao? Đồng hồ này thì chạy nhiều rồi. Xe này chạy khoảng 4.000 cây. 4.000 hả? Dạ. Chiếc này cũng còn lướt quá, chạy lướt rồi. Đời mấy đời? Xe này đời 2016 anh. 16. Xe này của giáo viên bên trường nên đổi xe. Vậy ha. Dạ. Đời 65 luôn nè. Con số đình kèo luôn nè. Rồi. Như quy sành này. Quy sành này thì đời 2016. 2016. Thằng này thì nó tầm khoảng 24 25 triệu. Là nhiều dòng đời phải không? Nhiều, rất là nhiều đời.
trong khoảng đó. Trong khoảng đó anh em có thể còn thương lượng được. Rồi cái số điện thoại cửa hàng mình, số mấy em? Số điện thoại cửa hàng mình thì anh em có thể liên lạc là 091 3817 448 gặp anh Long trực tiếp để hỏi giá. Long hỏi giá như coi SH này hàng mấy? SH này thì Việt Nam lên ý. Lên ý hết nguyên cái bộ phụ tùng này là khoảng 11 12 triệu. Xe này thì bán anh em còn khoảng 64 triệu. 64 triệu ha. Con này 210. Con này thì 27. 27 nè. Xe màu này thì rất là đẹp. Còn keo trong nguyên con. 125. Rồi. Con này giá nhiêu em? Giá này có 78 triệu. 78 triệu. Theo giá thị trường mới giờ là nó nhiêu? Thì giá thị trường mới bây giờ nếu mà xe mà thắng thường như thế này nè. Thắng thường như thế này thì nó tầm dao động khoảng 80 mấy gần 90 triệu gấp một xe. À, coi như là mình lại được khoảng mười mấy lại triệu. Mười mấy triệu, cái đó là chưa tiền đăng ký chiếc bạ với tờ xe. À. Rồi. Rồi giới thiệu vòng luôn đi. À, mình có Winner được không em? Có anh, Winner thì em còn một hai chiếc. Rồi đâu vô coi Winner cái. Rồi con Raider ạ. Raider ạ. Con này Raider này. Raider này 28. Xe này thì nó 44 triệu 500 ngàn. 44 triệu 500 ngàn. Xe này còn ghim nguyên đồ thủy, gai gió còn xe hết. Ốc tán bao chưa mở. Chạy nhiều rồi. Xe này chạy 2.800 cây. Mới có 2.800 mà. Dạ. Biển thơ luôn. Xe này rút hồ sơ về. Xe thành phố. Máy móc là kiểm tra. Máy móc ok, bao ghim. Con này đẹp quá ha. Con này thì đời 28. Mới. Dòng SH này. SH này anh, SH này là ABS 150. Đời này là 28. Giá của nó là 95 triệu. 95 triệu. Số xe nhìn cũng khá được. Cũng đẹp. Tại thị trường bây giờ gáp xe ABS 150 có khoảng dao động khoảng 110 mấy đến 120 triệu. Này Thái không? Việt Nam anh. Xe này là Việt Nam lên thôi. Con này 2.000 mấy. Con này thì nó 2.9. 2.9. Giá này, giá này để anh em dễ chơi thì xe này là để 19 triệu 500 ngàn. Rồi. Còn thương lượng cho anh em. Rồi ở đây là có nhiều dòng lắm, mình giới thiệu tiêu biểu như chiếc ẹt này cái đây cho các bạn tham khảo. Chiếc ẹt này nhiêu? Đời mấy? Ẹt này thì đời 27. 150. Xe còn kêu trong nguyên con. Xe này thì ô đồ rất là thấp. Nó tầm khoảng 2.000 cây. 2.000 cây. Xe này thì không thể chơi được rồi. Tại vì xe này anh nhìn cái nước bô sơn gam đây. Còn nguyên zin, chưa sơn chưa giảm tốt. Rồi giá này nhiêu em? Giá này thì 39 triệu 500 ngàn. 39 triệu. Giấy tờ là bao sang tên luôn. Giấy tờ hợp lại nếu muốn sang tên thì tốn 300 ngàn công chứng nè. 300 ngàn công chứng là về bằng bấm bán số luôn. Đúng rồi. Thì bên này có biển số rồi anh. Nếu mà rút bộ thì sao? Rút bộ thì nếu mà mình đi làm á thì nó không tốn phí, còn nếu mà muốn dịch vụ thì phải tốn phí. Rồi bây giờ còn cái chiếc Winner ha. Thì ở đây mình thấy rất là nhiều dòng xe luôn. Các bạn có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại cửa hàng hồi nãy mình có đọc rồi đó, chút nữa mình sẽ ghi vô mô tả với trên bình luận rồi đó, mình liên lên thì cho các bạn cứ liên hệ. Rồi con Winner này nè. Winner này là đời 27. Xe này là màu xe này là phiên bản đặc biệt, sơn theo xe chứ không phải là dán. Sơn theo xe. Sơn này mất tiền hơn nhiều mấy thằng dòng thường. Xe này ô đồ mới 579 cây. Bao tua. Coi như là
Đúng rồi. Giá như em? Xe này thì giá 34 triệu. 34 triệu. Biển số đâu vậy? Biển số 67 anh. Biển số 67. Rồi. Rồi các bạn nào mà có ở khu vực 67 thì hỏi có đổi giấy luôn. Để mất sớm chạy luôn. Số xe nhìn cũng khá được. 3003 đây có vỏ này. 500 mấy cây này. Đời 2017 anh. 2017. Xích này hay xét để lâu quá. Xích này thì do nhân viên bên em chưa rửa lại. Tại để lâu rửa xe nó còn động lại nên nó mới xét. Có dòng này nữa hả? Ghim hả? Ghim, này là Super Ghim hàng bảo mẫu. Xe này đề 2016. Xe này thì giá này thì nó khoảng 16 triệu 500 ngàn. Được vậy. Giá giờ cũng được vậy. Super Ghim nè. Super Ghim đề mới hàng bảo mẫu. 16 triệu hả? 16 triệu 500 ngàn. Còn chiếc trong đó cứng quá ha. Chiếc trong đó thì 2010. Xe bao ghim. Tem bọng nước sơn đến vàng áo đến máy móc. Xe đó tầm 45 triệu. 45 triệu. Tem nước sơn, máy móc ghim, hồ sơ cầm tay. Rồi đây mình rồi như là mình đủ loại xe hết ha. Em có tất cả các loại xe. Tất cả loại xe em giới thiệu sơ sơ mình làm gì cái này có gì quý khán giả liên hệ với em ạ. Đây, Alex. F 2010, xe 50 Sigurd FI, rất là nhiều dòng xe, anh em cần xe gì thì liên hệ mình sẽ ok tìm cho anh em. Rồi số điện thoại là số điện thoại 091 3817 448 anh Long. Rồi anh Long ha. Dạ. Rồi số điện thoại của em luôn. Đó, 0966 666 165. Hải. Rồi Hải. Có gì anh em cứ về tiện ngay cửa hàng Anh Thư của mình là ngay địa chỉ là 17 Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Rồi rất là nhiều dòng xe luôn nha các bạn.